Hello, xin chào tất cả các anh em. Trên tay mình đây là chiếc 12 Pro Max và chiếc AirPods mà hôm trước mình có đặt ở trên cửa hàng Apple Store và mình đã lấy ra và xài được mấy hôm rồi, nhưng mà vì công việc nên là mình mới chỉ khui ra và sử dụng. Hôm nay thì mình mới có thời gian rảnh để biên tập lại một cái video hướng dẫn cho anh em cách mà anh em sẽ mua chiếc iPhone 12 Pro Max và tất cả các sản phẩm của Apple ở trên Apple Store. Và đây là chiếc AirPods Pro thì mình có mua và có đặt, người ta khắc dấu cái tên và cái ký hiệu như trên AirPods mình đây nhá. Thì mình sẽ cái clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách mà chúng ta sẽ đặt hàng ở trên Apple Store và cách thanh toán ở ngoài Comini. Và cũng có thể anh em nào muốn thì cũng có thể nhận hàng và trả tiền. Và bây giờ là cách mua của mình trên Apple Store. Thì đầu tiên thì mình sẽ mở cái trình duyệt web lên. Mình sẽ sử dụng trình duyệt Chrome để cho nó dịch. Thì mình sẽ truy cập vào cái website là apple.co.jp. Thì ở đây sẽ có một cái giao diện của trang web hiển thị lên. Thì là đây là cái trang chủ của Apple, thì mình sẽ lướt một vòng cho anh em xem. Đây thì đây là những cái phần giới thiệu của kênh của trang chủ, và anh em sẽ tích vào cái biểu tượng hai dấu gạch để nó sổ xuống cái danh mục sản phẩm bao gồm là MacBook, iPod, iPhone và đồng hồ. Thì ở đây thì nó sẽ có các danh mục như là iPhone 12 Pro, iPhone 12, rồi iPhone SE, iPhone 11 và tai nghe AirPods phụ kiện, vân vân. Bây giờ thì mình sẽ mua cái sản phẩm đó là iPhone 12 Pro. Mình sẽ click vào mục iPhone và mình chọn vào iPhone 12 Pro. Ở đây thì là một cái màn hình hiển giới thiệu về sản phẩm mới của Apple, thì nó sẽ giới thiệu những cái thông tin và những thông số của cái sản phẩm này. Thì anh em mua thì nhấn vào cái giỏ hàng thôi. Rồi ở đây thì nó sẽ có phiên bản 12 Pro và phiên bản 12 Pro Max. Thì nó sẽ có giá, 12 Pro Max sẽ có giá là từ 11.700 yên. Và mình sẽ chọn phiên bản này. Và cái ở dưới thì chúng ta sẽ chọn cái màu sắc. Thì nó sẽ gồm nhiều màu, thì bạn nào thích màu nào chọn màu đó. Sau khi mà chọn màu sắc xong thì anh em sẽ chọn tới cái phần mà bộ nhớ. Ở đây sẽ là một cái có nghĩa là bạn có muốn trao đổi cái iPhone cũ không, thì mình không muốn bán ở đây tại vì đây nó sẽ thu mua với giá thấp. Và dưới này là bảo hiểm, thì bảo hiểm cũng giá cũng tương đối cao nên là mình sẽ không sử dụng và mình bỏ qua. Ở đây anh em nào mua thì bấm vào cái giỏ hàng, bấm vào Bắc Cự Lý Chư Ca. Và ở đây nó sẽ đề xuất cho chúng ta những cái sản phẩm liên quan đến iPhone 12 Pro Max, bao gồm như là ốp lưng, sạc không dây và cái sim. Sim thì mình không xài tại vì mình không rõ về cái này đâu, không cần xài. Anh em nào thích cái nào sử dụng cái nào thì bấm thêm vào túi, còn thêm vào cái giỏ hàng á. Và mình có chọn mua thêm một cái AirPods 12, AirPods mới, AirPods Pro, thì mình sẽ bấm vào thêm vào giỏ hàng. Anh em lưu ý là ở phiên bản iPhone 12 thì sẽ không có cái cốc sạc, có nghĩa là cái bộ đổi nguồn, thì anh em phải mua thêm cái cốc sạc này nhé. Thì sau khi mà bấm xong thì anh em bấm kiểm tra túi hàng để tiến hành thủ tục bắt đầu mua sắm nhé. Thì ở đây nó sẽ đưa ra cái giá, cái tổng kết cái giá mà chúng anh em phải trả cho cái bộ sản phẩm mà anh em vừa chọn. Như kiểu mình vừa chọn là sản phẩm iPhone và AirPods, sản phẩm iPhone 12 Pro Max và AirPods phiên bản bộ nhớ là 64GB. Và bây giờ anh em sẽ chọn vào cái quên, bây giờ mình thêm một cái, mình sẽ hướng dẫn anh em cách khắc dấu in cái ký tự mà chúng ta muốn vào. Thì anh em ấn vào chữ giống như bạn miễn phí, có cái hai cái dấu kẻ cả cho anh em ạ. Đó, ở đây thì anh em có thể là ghi cái tên và có một cái số cái biểu tượng vui hài hước ở phía dưới đó, anh em có thể thêm vào như mình đây.
À, thì anh em sau khi anh em nhập cái những ký tự này thì sau này người ta sẽ in vào trong cái vỏ của cái iPod giống như kiểu là cái mẫu ở trên thôi anh em nhé. Thì anh em nhận sản phẩm nó sẽ hiển thị ở trên đó, cũng rất là thú vị anh em ạ, đỡ mất công anh em nào cầm lộn. Rồi sau khi mà bấm xong, chọn xong cái phần mà khắc dấu thì anh em nhấn chữ để nhấn vào cái đến thủ tục để đặt hàng. Rồi ở đây sẽ là cái phần mà nếu anh em nào có cái tài khoản iCloud thì anh em nhập cái địa chỉ iCloud vào đây và bấm đăng nhập. Còn anh em nào là khách thì anh em sẽ chưa mua giờ và chưa có tài khoản iCloud thì anh em bấm vào và tiếp tục với tư cách là khách hàng. Thì tốt nhất là anh em nên đăng nhập vì trong đó nó sẽ sau này mình mua sắm nó sẽ có cái email kiểu nó sẽ thông báo tình trạng mua sắm cho anh em biết, kiểm tra nó dễ. Ở mục này thì anh em ấn vào cái chữ là tôi muốn giao hàng, có nghĩa là anh em sẽ nhận hàng ở nhà còn không phải là nhận hàng ở cửa hàng nhé. Ở đây người ta sẽ đưa cho anh em những cái là thông tin như là cái thời gian dự kiến vận chuyển của cái món hàng này và phí vận chuyển sẽ là miễn phí. Người ta thống kê tất cả thời gian mà anh em có thể chọn cái thời gian. Và đây là cái địa chỉ. Nếu như mà anh em nào đã từng mua như mình thì nó sẽ có cái địa chỉ sẵn ở trong cái địa chỉ trong cái phần tài khoản rồi thì nó tự thêm vào đây. Còn nếu như anh em nào chưa có thì nó, anh em sẽ bấm vào sử dụng một cái địa chỉ mới, hoặc là nếu như mà cái địa chỉ cũ của anh em nó sai thì anh em nhấn vào chỉnh sửa địa chỉ này. Thì như thế thì anh em sẽ nhập đúng cái địa chỉ nhà mà anh em đang sinh sống. Thì sau khi làm xong cái thủ tục thì người ta sẽ gửi đúng cái địa chỉ đó nhá. Anh em nhớ điền cho đúng. Giả dụ nhấn vào cái sử dụng một địa chỉ mới này thì anh em nhấn họ và tên, mã điện tỉnh, nói chung mấy cái này thì anh em xài Chrome nó sẽ dịch hết thì anh em sẽ cứ điền vào thôi. Và anh em sẽ ở đây nó sẽ có phần số điện thoại di động, nếu anh em nào không có số điện thoại di động thì anh em phải thì nhấn vào không có số điện thoại di động, tốt nhất là anh em có số điện thoại thì cứ nhấn vào hoặc là số điện thoại công ty cũng được, và anh em sẽ nhấn vào tiến hành thanh toán. Ở mục thanh toán này sẽ có rất là nhiều những cái phương thức thanh toán, bao gồm là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ, trả góp. Thế nhưng mà những cái này gần như anh em không có thì chúng ta sẽ có dịch vụ là chuyển khoản ngân hàng, thanh toán ở cửa hàng tiện lợi và đổi tiền mặt. Có nghĩa là anh em sẽ nhận tiền mặt và nhận hàng và trả tiền cùng với cho người giao hàng. Thì như thế nhưng mà nó sẽ tốn 500 yên tiền phí. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh em là cách thanh toán ở ngoài Comini, cửa hàng tiện lợi. Nó rất là nhanh và nó sẽ đỡ cho anh em được 500 yên trên một món hàng nha anh em nhé. Nếu anh em mua 2-3 món hàng thì nếu mà thanh toán ở nhà, nhận ở nhà thì nó sẽ tốn mất khoảng 1,5 cent. Nên là tốt nhất anh em phải thanh toán ở ngoài Comini. Rồi, thì đây anh em sẽ sử dụng cái địa chỉ thanh toán là cái địa chỉ mà là sử dụng địa chỉ giao hàng là địa chỉ thanh toán luôn. Rồi, ở cái mục này thì người ta sẽ xác nhận lại cho anh em một lần nữa các thông tin đặt hàng. Thì anh em nhớ là phải suy nghĩ cho nó chắc chắn đặt hàng. Tại vì nếu như anh em thanh toán rồi xong hủy đơn hàng đi rồi nó rất là phức tạp. Tại vì cái công ty khi mà các anh em đặt hàng xong thì người ta thường người ta sẽ vận chuyển luôn. Cho nên là cái mặt hàng nó sẽ được giao cho công ty vận chuyển, như thế nó rất là khó hủy. Thì nếu như anh em nào nó lỡ rồi thì anh em cứ tới đợi nhân viên giao hàng rồi anh em đừng có nhận hàng là được rồi. Thì ở đây là một sự nhầm lẫn thôi và chỉ cái mát thôi. Rồi ở cái mục tiếp theo này thì đây mình sẽ chuyển tới một cái link là thanh toán ở cửa hàng tiện lợi. Anh em nhấn vào thanh toán tiện lợi anh em nhé. Rồi ở đây anh em cứ người ta cũng sẽ là có một cái bảng hóa đơn chi tiết thông tin sản phẩm thì cũng là thông báo lại cái hóa đơn thôi, anh em cứ bấm như trên màn hình của mình nhé. Anh em sẽ tích vào cái cửa hàng tiện lợi nhé, cửa hàng tiện lợi ở đây các anh em nhấn vào cửa hàng tiện lợi rồi tích vào, bao gồm có Seven, Lawson, Family Mart, Mini Stop và Seiko Smart. Rồi ở đây anh em vẫn vào chưa ghi nhé.
chưa ghi lý sư mự nhá, chưa ghi lý sư mự. Rồi ở đây anh em nào gần cửa hàng nào, gần tiện lợi nào thì bấm vào đó, nhưng mà tốt nhất mình khuyên anh em là nên thanh toán ở ngoài Seven, nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Anh em chọn vào Seven, mình thì mình ở gần Seven, ở đâu cũng thanh toán được thôi, nhưng mà ở đây nó dễ hơn, nó cũng nhanh hơn. Và nhấn vào chữ ghi lý, chữ ghi lý sư mự. Và đây anh em sẽ chọn ở đây nó sẽ thông báo lại cho anh em là cái phần họ và tên các kiểu, địa chỉ là một lần nữa, tham khảo rất là kỹ thôi anh em ạ. Số điện thoại để cho anh em các kênh đi lại thôi. Rồi ở cái chỗ này thì anh em sẽ điền cái địa chỉ Meriado về sự vào, thì mình sẽ điền cái địa chỉ nào cũng được để khi người ta giao hàng người ta có thể thanh toán, kiểu người ta thông báo cho anh em thôi. Nói chung là anh em phải điền vào được rồi. Đó. Rồi ấn vào cứ chữ ghi lý sư mự và đi tiếp thôi. Tiếp tục tiếp tục. Rồi ở đây thì anh em ấn vào chữ hiển thị màn hình thanh toán nha anh em nhé. Thì nó sẽ hiển thị cho anh em một cái màn hình như này, nó sẽ có cái mã code này. Anh em sẽ chụp lại màn hình nhé, chụp lại màn hình cái có bao gồm cái mã code này, cái số phiếu thanh toán này và cái mã quy bancoder này, bancoder này. Thì anh em sẽ mang ra cái cửa hàng tiện lợi. Thì bây giờ mình sẽ mang ra cửa hàng rồi. Thì anh em chỉ cần đưa cái mã barcode cho người ta thì người ta sẽ quét thôi nhá. Anh em nếu mà cần nó vào Okane vào Hà Nội thôi, không cần nói như thế, đưa cho người ta cũng biết rồi anh em. Thì nếu như anh em nào mua hàng rồi muốn kiểm tra cái tình trạng gói hàng thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn, tại vì ngày trước mình cũng có làm một cái video nhưng mà video trước nó hơi mờ nên video này là mình làm lại thôi. Là có nhiều câu hỏi như kiểu là hỏi về cách đặt lại cái hủy đơn hàng. Thì nếu như anh em nào thanh toán được rồi ở con mini rồi thì anh em có thể đăng nhập vào trong tài khoản, cũng vào cái trang web trang apple.co.jp và đăng nhập vào, thì anh em sẽ kiểm tra được cái tình trạng mà mặt hàng chúng ta đã đặt và chúng ta sẽ hủy được trong này nhé. Đây mình đã thanh toán và bây giờ ở đây nó sẽ có những cái lịch sử mua sắm. Mình thì mình mua sắm rất là nhiều rồi, chắc mấy chục man rồi đấy, cả trăm man, tại mình mua hộ anh em nhiều nữa chứ thực ra thì mình cũng mua cũng có một hai lần thôi. Click vào cái sản phẩm mà anh em đã đặt hàng thì ở đây nó sẽ có tất cả những cái lộ cái thời gian mà anh em sẽ có chữ hủy sản phẩm đây anh em ạ, và sẽ có cái thời gian vận chuyển các kiểu đó. Thì nếu anh em nào mà muốn hủy thì ở đây anh em sẽ hủy được, còn vấn đề nhận lại tiền thì có khả năng người ta sẽ làm thủ tục sau. Mình chưa hủy bao giờ, nhưng mà anh em nào mà chưa mà muốn hủy muốn nhận lại tiền thì anh em cứ nhắn tin hoặc inbox mình, nếu không biết làm thì nhắn tin inbox cho mình sẽ hướng dẫn các anh em nhận lại tiền, mà tùy từng trường hợp nên là các anh em phải chụp lại màn hình thì mình mới hiểu được thôi. Rồi video của mình tới đây là kết thúc. Thì anh em nào có một cái câu hỏi nào mà mình nói luôn, mình chốt lại một câu luôn là cái sản phẩm mua ở Apple Store này là cái sản phẩm hàng quốc tế chính hãng, anh em chỉ cần mua về và sử dụng trên toàn thế giới, không lo về khóa mạng nhá. Anh em đây là bản quốc tế nên anh em không lo, xài tất cả mọi nơi trên thế giới. Thì cảm ơn các anh em đã theo dõi cái video của mình. Thì nếu như mà trong cái video này chưa có chỗ nào chưa rõ mà chưa hiểu thì anh em cứ inbox trực tiếp cho Minh Vũ, thì Minh Vũ sẽ trả lời những cái comment cho anh em.
và nhờ anh em là like và chia sẻ cái video này cho mọi người cùng biết, để biết cách mua những cái hàng quốc tế mà chính hãng an toàn nhất. Xin chào tất cả các bạn, hẹn các bạn vào một cái video mới.